Guriun là một sứ giả đến từ địa ngục. Cô và trợ lý Jun Ji-on thông qua một app để kiểm tra chỉ số tiêu cực của con người. Chỉ số càng cao có nghĩa khả năng tự sát càng cao. Tổ nguy cơ của Guriun, nơi của các sứ giả địa ngục. Công việc của họ là cứu rỗi tính mạng của những con người này. Chỉ số cực cao biểu thị là tự sát tập thể. Guriun rút ống cắm ở đuôi xe ra rồi mở cửa xe làm khí ngạt tỏa ra ngoài. Cô không do dự ngồi vào trong xe dẫn bọn họ đi trải nghiệm tốc độ và cảm giác kích thích. Chạy mãi đến khi dầu chạm đáy, chiếc xe vẫn phóng như bay. Xẹt ngang qua tòa nhà cao tầng, chiếc xe phóng điên cuồng trên đường cao tốc. Người ngồi trên xe sợ hãi, cắn răng cầm cập hoảng loạn cầu cứu. Vài người bọn họ dần tỉnh táo trở lại. Ranh giới giữa sống và chết làm bọn họ khao khát được sống nhất. Ham muốn sống sót trào dâng làm bọn họ la hét cầu xin cô dừng xe lại. Nhưng Guriun càng lái càng nhanh. Cô đột nhiên xoay xe một góc 180 độ, chiếc xe dừng lại bên mép một cây cầu đứt. Chiếc xe chới với giữa không trung làm người trong xe hoảng loạn gào thét. Dục vọng cầu sinh tức khắc tràn đầy. Năng lượng tiêu cực của những người trên xe bắt đầu giảm xuống. Sau khi hoàn thành công việc, Guriun bá đạo rời khỏi hiện trường. Một bên khác, đội trưởng đội quản lý nhân đạo Park Jong-jil đang nhìn một gã trên người đầy vết thương bằng ánh mắt lạnh lùng và bá đạo. Người đàn ông nhìn vào khuôn mặt điển trai kia kích động cầm dao xông về phía anh ta. Gã ta bị hạ gục một cách nhẹ nhàng như thế. Hóa ra lúc này anh ta đã là một linh hồn. Jong-jil đến là để dẫn đội. Nam chính Choi Jun-gong đang đứng trên cầu định tự sát. Đột nhiên gặp phải một ông chú vô gia cư cũng định tự sát làm anh phải giật mình. Anh nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trong 36 kế chạy là thượng sách, nhưng vào thời khắc cuối cùng anh vẫn trở lại ngăn cản hành động của ông chú kia. Cũng đúng lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên. Guriun đá bay hai người. Choi Jun-gong tức giận muốn nói phải trái với cô. Nhưng vào lúc hai người tranh luận nhau, ông chú nhân cơ hội nhảy xuống dưới. Choi Jun-gong muốn ngăn cản nhưng không ngờ anh cũng rơi xuống với ông ta. Đến khi tỉnh lại anh phát hiện mình vẫn còn sống. Nhưng Jun-gong ngạc nhiên nhận ra tay mình đã trở nên trong suốt. Quay người phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh. Choi Jun-gong không do dự nhảy xuống hồ xả thân cứu người. Đến khi tỉnh dậy cánh tay anh đã trở nên trong suốt. Quay người lại phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường bệnh. Thông qua cửa kính trong suốt anh thấy người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện trên cầu. Giờ đang đứng ngoài cửa nhìn vào anh. Choi Jun-gong liên tục công kích cô bằng lời nói. Chỉ một cái búng tay Jun-gong đã bị dán kín miệng. Choi Jun-gong tỏ vẻ sẽ không ồn ào nữa, Guriun mới chịu bỏ qua. Em gái ngồi lên xe không cần sợ đâu. Buổi tối, Guriun giơ thẻ nhân viên của mình ra. Bên trên viết sứ giả địa ngục Jung Ết ứng, tổ trưởng tổ quản lý linh hồn. Guriun nói anh vẫn chưa chết nhưng phải mất 3 năm nữa mới tỉnh dậy. Để bù đắp sai sót trong công việc, cô sẽ đưa cho Choi Jun-gong một cơ thể khác. Sau đó dẫn anh đến tập đoàn Jung Ết ứng cao cấp bận rộn nhất ở âm gian. Để cấp trên sắp xếp những chuyện sau này cho anh, hai người bước vào một cái hang thần bí. Đi đến cuối hang, khoảnh khắc mở cánh cửa ra. Một thế giới mới với ánh đèn hào hoa hiện ra trước mắt hai người. Guriun dẫn anh đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế. Choi Jun-gong tò mò không biết Ngọc Hoàng có bề ngoài thế nào. Đột nhiên có một bà thím đến tặng sữa cho anh. Choi Jun-gong ngoan ngoãn nhận lấy. Anh vội hỏi thăm về ngoại hình của Ngọc Hoàng Đại Đế. Ai dè dây tiếp theo bà thím xoay người biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế ở Jung Ết ứng. Ngọc Hoàng Đại Đế cho anh một quyền lựa chọn. Hoặc là ngươi hôn mê 3 năm mới tỉnh dậy, hoặc là làm việc 6 tháng sẽ tỉnh dậy. Nhưng câu trả lời của Choi Jun-gong lại thế này. Cái gì? Hội trưởng đành phải sử dụng phép thuật để linh hồn anh chui vào trong cơ thể. Trông thấy mẹ đang tuyệt vọng ngồi cạnh còn mình thì không nhúc nhích được. Choi Jun-gong đã đồng ý làm sứ giả âm gian. Tập đoàn công ty Jung Ết ứng chia thành rất nhiều bộ phận khác nhau. Tổ dẫn đội linh hồn do Park Jong-jil phụ trách là nơi tập trung mọi nhân tài ở Jung Ết ứng. Choi Jun-gong còn tưởng được phân đến bộ phận xứng đáng với nhan sắc của mình. Kết quả lại bị phân đến bộ phận cứu rỗi người tự sát có nhân số cực kỳ ít ỏi. Ngày đầu tiên đi làm, Choi Jun-gong đã chứng kiến năng lực của Guriun. Một người giao hàng nhanh do tránh người qua đường nên ngã xe. Chiếc xe mô tô đang lao về phía cô gái. Đột nhiên Guriun ra tay làm mọi đồ vật ngưng lại. Sau đó cô đứng trước mặt cô gái phẩy tay một cái đã thay đổi hướng của chiếc xe. Cô gái được cứu khá đặc biệt, có chỉ số tự sát khá cao. Có một bộ truyện liên quan đến bạo lực học đường làm cô thấy buồn phiền, bất an. Nội dung trong cuốn truyện dường như từng liên quan đến cô. Guriun đã hiểu ra, muốn cứu vớt cô gái này thì phải giải quyết chuyện quá khứ của cô. Guriun đã mở ra ký ức của cô gái bằng chìa khóa ký ức. Cô và Choi Jun-gong đi đến phòng học. Cô gái trong ký ức đang vừa bật khóc vừa xóa tên mình bị ghi đầy trên bảng. Do tâm trạng kích động của cô gái nên không gian đột nhiên nứt vỡ. Guriun và Choi Jun-gong vội chạy đến không gian khác. Bọn họ đi đến nhà của cô gái. Cô gái đang liên tục đập đầu vào tường. Giây tiếp theo không gian đột nhiên vặn vẹo. Hai người vội vàng tìm kiếm lối vào không gian. Nhưng dù đổi đến nơi nào, không gian đều cực kỳ bất ổn. Đến khi đứng trên tàu cao tốc bọn họ mới nhìn thấy nụ cười của cô gái. Nhưng khi tàu cao tốc đi vào trong đường hầm đèn pha bỗng nhấp nháy liên tục, không gian lại phát sinh thay đổi. Bọn họ vội vàng tìm đến nơi tiếp theo. Một người giao hàng vì muốn tránh người qua đường mà ngã xe. Chiếc xe mô tô lao về phía một cô gái. Đột nhiên Guriun ra tay làm mọi vật trên thế giới đều ngừng chuyển động.
Cô phất tay một cái làm đổi hướng chiếc xe. Cô gái được cứu tên là Yang Jing, là người phụ trách chương trình phỏng vấn. Nhưng điện thoại của sứ giả địa ngục lại hiển thị. Chỉ số tiêu cực của cô đạt đến mức cực kỳ nguy hiểm. Muốn cứu vớt Yang Jing thì phải giải quyết chuyện trong quá khứ của cô. Gu Ryun đã dùng thuốc hồi ức để mở ra ký ức của Yang Jing. Trong ký ức, Yang Jing là bạn học cùng lớp với họa sĩ Hoang Yang. Giữa lúc Hoang Giang không vui thì trùng hợp nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ của Yang Jing và bạn. Hoang Yang vốn hống hách ở trường đã kéo cô đến một con hẻm để đánh cô, còn tạo ra một trò chơi cho cô. Cô ta nhặt chiếc bút rơi dưới đất lên. Yang Jing mở tủ ra. Bên trong có rác và những dòng chữ chửi rủa thô tục. Những ngày tháng sau đó, mỗi khi Hoang Yang nhấn đầu bút là Yang Jing buộc phải bật cười. Ha 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 ha. Cô cười như sắp bật khóc đến nơi nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tha cho cô. Ngược lại còn đổ bịch sữa lên người cô. Khi nghe tin cô bị bắt nạt, bạn của Yang Jing đã dẫn cô lên tầng. Bảo cô mau báo chuyện của mình cho thầy chủ nhiệm biết. Nhưng cô lại sợ hãi từ chối. Không bao lâu Hoang Yang đã tìm đến nơi. Cô ta bóp chặt cổ bạn của Yang Jing uy hiếp cô nếu dám nói chuyện bị bắt nạt ra ngoài. Sau này người bị bắt nạt sẽ chính là bạn của Yang Jing. Yang Jing biết cảm giác này là thế nào. Để cầu xin cô ta tha cho bạn mình, cô buộc phải lấy lòng Hoang Yang. Yang Jing quỳ gối xin lỗi cô ta, cầm chiếc bút trong tay ả trùm trường. Ha 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 ha. Hoang Yang thỏa mãn rời đi. Sau đó không lâu trong một con hẻm nhỏ, Hoang Yang và nữ sinh từng đổ sữa lên người Yang Jing đã động tay động chân với cô. Choi Jun Gong và Gu Ryun vẫn luôn đứng trong không gian ký ức của Yang Jing. Nhưng bọn họ không thể ngăn cản những gì xảy ra trong ký ức. Nếu ngăn cản thì sẽ bị những người trong ký ức phát hiện. Bọn họ sẽ bị mắc kẹt trong thế giới ký ức này. Chứng kiến cô bị bắt nạt, Choi Jun Gong không nhịn được bước lên bảo vệ cô. Quả nhiên chiếc gương bị vỡ nứt, không gian phía sau nứt ra như một mặt kính. Gu Ryun thấy vậy vội kéo Choi Jun Gong bỏ chạy. Bọn họ phải tìm thấy cánh cửa trở về trước khi toàn bộ không gian ký ức bị sụp đổ. Do Jun Gong nhúng tay vào, từng không gian phía sau đó đều trở nên vặn vẹo rồi vỡ nát. Sau khi lướt qua vài khung cảnh, rốt cuộc bọn họ đã tìm được cánh cửa của tàu cao tốc, đưa bọn họ trở về hiện thực. Cô gái từng bị bắt nạt giờ đã thành biên kịch của một nhà đài. Cô vốn dĩ quyết tâm mình phải sống thật vui vẻ, nhưng sự xuất hiện của một người đã làm cô rơi vào trong khủng hoảng. Người cô phỏng vấn hôm nay chính là Hoang Yang của năm đó. Nhưng cay nghiệt đó là một người từng bắt nạt người khác ở trường, giờ lại trở thành một họa sĩ vẽ chuyện chống bạo lực học đường, thậm chí còn xuất bản một bộ truyện liên quan đến bạo lực học đường. Kẻ bắt nạt đã quên hết sạch những tội lỗi của mình, chỉ có người bị hại khắc ghi vào xương cốt những gì từng trải qua, đau thương dằn vặt dày xé. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Yang Jing gọi điện cho tổ trưởng hy vọng ngừng phát sóng chương trình này, còn kể chuyện mình từng bị Hoang Yang bắt nạt. Tổ trưởng không đồng ý còn mắng cô một trận. Không ngờ lúc này Hoang Yang đã đứng sau lưng cô. Hoang Yang không ngừng nhục mạ cô, còn liên tục nhấn ngòi bút để làm cô kích động. Yang Jing không chịu được giày vò đã bước lên trên sân thượng. Chỉ số tiêu cực hiện giờ của cô đã đạt mức 92%. Cô đứng ở trên mép sân thượng nghiêng người về phía trước định nhảy xuống. Một cô gái suy sụp đứng bên mép sân thượng. Cô muốn kết thúc mọi chuyện không vui vẻ bằng cách này. Trong lúc nhảy xuống, trong đầu cô đột nhiên lướt qua những cảnh tượng đẹp đẽ trong cuộc đời. Có lẽ trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, điều người ta nghĩ đến luôn chân thật và khát khao nhất. Cô chậm rãi nhắm mắt nói. Gu Ryun chờ đợi chính là câu nói này. Dịch chuyển tức thời đứng phía dưới Yang Jing. Yang Jing lúc này đã cảm nhận được cảm giác khủng bố khi nhảy lầu. Nhìn Gu Ryun bằng ánh mắt nghi hoặc. Gu Ryun tự trách đáng lẽ không nên mang giày cao gót đi cứu người. Rồi hỏi Yang Jing lúc rơi xuống dưới có cảm giác thế nào. Yang Jing im lặng cúi đầu xuống. Gu Ryun thật lòng khuyên bảo cô. Nhưng dù là vậy, số liệu trên hệ thống đo lường vẫn cho thấy cô gái vẫn chưa thực sự thoát khỏi vùng nguy hiểm. May mà Choi Jun Gong đã tìm được một ngôi sao điện ảnh mà cô gái thích, thành công chọc cười Yang Jing. Số liệu về cảm xúc tiêu cực của Yang Jing giảm xuống 20%. Cuối cùng cô đã trở về bình thường, không còn làm anh lo lắng nữa. Sau đó Gu Ryun tìm đến Hoang Yang. Gu Ryun nắm tóc cô ta lên bóp chặt cổ cô ta chỉ bằng một cánh tay, bắt cô ta phải cảm nhận nỗi đau của Yang Jing. Nói xong mới ném kẻ bắt nạt xuống dưới đất. Sau đó cô ta bị ném vào cảnh tượng lúc Yang Jing bị bắt nạt. Trung trường phải nếm trải cảm giác đau đớn của cô. Hoang Y nhận ra những sai lầm của mình, liên tục mở miệng cầu xin Gu Ryun tha cho một mình lần. Nhưng sự trừng phạt của cô ta vẫn chưa kết thúc. Nhà đài đưa tin cô ta là một kẻ bắt nạt người khác ở trường. Cô ta nhận phải những chỉ trích phỉ nhổ của rất nhiều người lạ. Hai người còn lại đang cười cười nói nói trong nhà ăn. Nhưng giây tiếp theo, do vi phạm quy tắc tự tiện làm ngừng thời gian đảo lộn trật tự sống chết của con người, Ngọc Hoàng Đại Đế quyết định trừng phạt Gu Ryun, cấm cô sử dụng pháp lực trong một tháng. Trong thời gian này cấm không được dùng, nếu không sẽ bị phản phệ. Choi Jun Gong nghe vậy giật mình lắp bắp không nói nên lời. Anh chạy vội ra quán cà phê mua đồ uống cho tổ trưởng để dập lửa giận. Ai dè lại đụng phải một linh hồn bay xuyên qua bức tường. Anh vội che mặt giả vờ như không nhìn thấy.
nhưng không ngờ linh hồn này vẫn bám theo anh không chịu rời đi. Guryeon dẫn Neun Jin đến bệnh viện, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Na Neun đâu. Bọn họ chạy ra ngoài tìm kiếm lại đụng phải Park Jong-jil. Guryeon không còn pháp lực đành dẫn bọn họ bỏ chạy, nhưng dù chạy thế nào vẫn không thoát khỏi Park Jong-jil. Cuối cùng bọn họ chạy bên trong bệnh viện, nhưng Guryeon bị cấm sử dụng pháp lực bắt đầu bị phản phệ. Vào lúc Jong-jil tìm đến Lim Ryung, Gu liều chết xông ra ngăn cản anh ta. Cũng vì vậy mà đối đầu với Jong-jil. Trăm năm trước Guryeon đã dẫn anh gia nhập tổ chức Jung Ết Ứng, chỉ bởi vì anh là nhân tài hiếm có được. Lúc đó Park Jong-jil không phản đối, ai dè hôm nay anh ta lại dám làm phản. Nhưng anh vốn không phải là đối thủ của Park Jong-jil. Vào lúc quan trọng, Guryeon đã tới kịp thời xuất hiện hỗ trợ Lim Ryung-gu. Nhưng hai bên có thực lực cách xa nhau, Jong-jil sẽ không cho tổ chức nguy hiểm bất kỳ cơ hội nào. Mãi đến khi Guryeon lên tiếng, Guryeon xả thân để tìm cơ hội ở lại nhân gian thêm nửa ngày thời gian. Nhưng Park Jong-jil chỉ đồng ý cho cô cứu người trong vòng 2 giờ đồng hồ. Guryeon cam lòng giao hẹn với Park Jong-jil. Giao kèo của bọn họ đã được tạo thành, hội trưởng cũng không có quyền phá vỡ. Nhưng giao hẹn điều này có nghĩa là bất kỳ yêu cầu nào mà sau này Park Jong-jil đưa ra, Guryeon đều phải thực hiện vô điều kiện. Lim Ryung-gu không hiểu tại sao Guryeon phải làm vậy. Nhưng so với tổ chức phải đối diện với nguy cơ bị giải tán, Guryeon càng quan tâm đến tính mạng của Na Neun hơn. Bởi khoảnh khắc bị ép đến đường chết đã trôi qua hàng trăm năm, vẫn luôn quấy phá nơi sâu nhất trong lòng làm cô âm ỉ đau. Đột nhiên điện thoại của Choi Jun-gong nhắc nhở. Uất ức của Na Neun đã đạt tới đỉnh điểm. Lúc này Na Neun đang bước từng bước lên trên cầu thang. Trong đầu liên tục xuất hiện cảnh tượng bố đau đớn của trách bảo cô rời đi. Gia đình bác ruột đột nhiên qua đời. Cuối cùng còn hại chết người chồng chưa cưới. Từng lần sinh ly tử biệt đã trở thành một ký ức không thể nào quên trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Cô đứng trên đài cao, chỉ cần bước một chân xuống là được giải thoát khỏi số mệnh. Guryeon chạy đến kịp thời. Vào lúc cô nhảy xuống, Guryeon lại dùng pháp lực để kéo cô lên. Guryeon nguyện đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ, vẫn sử dụng hết thảy sức mạnh để bọn họ được gặp nhau một lần cuối cùng. Những ám ảnh trước đây phải dùng cả đời để chữa lành, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc có thể cứu vớt cuộc đời của một con người, tất cả đều là sự an bài tuyệt vời nhất. Sợi chỉ đỏ duyên phận đã giúp bọn họ được gặp nhau thêm lần nữa. Khi điện thoại hiển thị Na Neun đã bước vào ngưỡng an toàn, Guryeon mới ngã quỵ xuống. Na Neun quay trở về cuộc sống mang theo yêu thương và kỳ vọng của chồng chưa cưới, hát lên niềm tin của bản thân vào cuộc sống mới và những lời yêu thương mãi mãi không được nói với anh. Choi Jun-gong hỏi Guryeon, không biết niềm tin nào đã giúp bọn họ duy trì công việc này. Đám hacker trắng trợn dám ghé thăm cả hệ thống mạng của âm gian, hại các nhân viên trong công ty Jung Ết Ứng buộc phải đăng ký lại. Mà chỉ số tiêu cực trong app của các nhân viên tổ nguy hiểm chỉ hiển thị số điện thoại và địa chỉ. Guryeon buộc phải dẫn theo hai người khác giả làm thực tập sinh đến công ty có địa chỉ này để áp lý công việc. Người phỏng vấn là một ông chú trung niên béo tốt, là tổ trưởng của công ty Chemor. Ông ta nheo mắt nhìn Guryeon, còn hỏi cô cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Đồng thời còn nói thêm công ty có yêu cầu nhất định về ngoại hình của nhân viên. Trong lòng Guryeon xem thường người đàn ông này, nhưng để tìm ra người tự tử cô buộc phải nhẫn nhịn. App điện thoại hiển thị người tự tử sinh vào tháng 4. Guryeon sai Lim Ryung-gu đến phòng làm việc của tổ trưởng để tìm tư liệu về người này. Thông qua quan sát, bọn họ đã xác định người sắp tử tử là trong 4 người này: Hoa Seong, Kim Sang-suk, Sintena và Lee Sa-hee. Lee Sa-hee là một bà nội trợ đi làm. Do chăm sóc con gái thường xuyên đến muộn nên bị tổ trưởng nhắc nhở. Guryeon thấy Lee Sa-hee nghe điện thoại rồi vội rời khỏi công ty nên đã đi theo sau. Do chồng đang bận học không đến đón được con, còn mình cũng phải rời buổi họp. Lee Sa-hee thấy vô cùng buồn phiền bất lực. Guryeon chủ động nói sẽ trông con giúp cô để cô dự cuộc họp trước. Jun-gong ở bên này trông chừng Hoa Seong. Trong lúc mua cà phê, người xung quanh chỉ trỏ bàn tán cơ thể cô. Những lời nói khó nghe làm người khác khó chịu. Jun-gong nhìn chỉ số đang tăng liên tục cảm thấy Hoa Seong có dấu hiệu tự tử. Trong lúc ăn cơm chưa, tổ trưởng chưa rửa tay đã nhón thức ăn của cô, liếm ngón tay rồi nói Hoa Seong đã quá mập rồi, nhấn mạnh cô nên chú ý đến hình tượng. Còn cười nhạo cô béo tốt thế này không có người đàn ông nào thích. Hoa Seong im lặng không nói gì. Sau khi trò chuyện với Kim Sang-suk, Lim Ryung-gu cảm thấy dù cuộc sống của anh ta tạm thời rất chật vật, nhưng anh ta có kế hoạch riêng không giống với người sắp tự tử. Guryeon ở cùng với con gái của Lee Sa-hee, cảm thấy cô là một người mẹ tràn đầy năng lượng tích cực. Cô yêu con gái và nhiệt tình với công việc không giống với một người sắp tử tự. Hơn nữa, ở công ty Lee Sa-hee là người phụ nữ được mọi người ngưỡng mộ. Cô có vẻ không có lý do để tự tử. Chỉ còn Hoa Seong dù đứng ở đâu cũng bị người xung quanh cười nhạo về thân hình cô. Jun-gong cảm thấy người tự tử có vẻ là Hoa Seong. Bọn họ đặt ý sự chú lên người Hoa Seong. Tổ trưởng ngày nào cũng viện đủ lý do để bắt nạt cô một cách trắng trợn. Hoa Seong chỉ toàn cúi đầu giống như một đứa trẻ mắc lỗi khi bị tổ trưởng mắng. Trong lúc dùng bữa, Guryeon nhìn phản ứng của Hoa Seong.
Bọn họ cảm thấy người định tử tử không phải Hoa Seong đang thưởng thức bữa ngon, mà là Sintena. Dù Sintena có nói đã lâu không được ăn thịt bò, nhìn có vẻ rất ngon nhưng cô cắt thịt bò thành miếng rất nhỏ. Ăn được một ít đã đặt dụng cụ xuống bước vào nhà vệ sinh để nôn ra. Guryun cảm thấy mới ăn một ít mà đã móc tay vào cổ họng. Không biết là lý do gì khiến cô phải đối xử với mình như vậy. Nghe thấy mình bị người khác bàn tán là cảm giác thế nào? Trong quán cà phê Sintena nhạy cảm bị người xung quanh bàn tán, nhưng lời khó nghe làm cô vô cùng phẫn nộ. Lim Ryung-ku nhìn chỉ số liên tục tăng cao trong app. Guryun cảm thấy Sintena xảy ra chuyện gì thì có lẽ là vào ngày hôm nay. Trong lúc công ty dùng bữa, tổ trưởng khuyên Sintena nên ăn chút gì đó. Nói con gái mà gầy như cô nhìn không có tí sức sống nào cả. Nói xong câu này, ông ta lại xoay mặt nói Hoa Seong béo lắm rồi đấy. Bảo cô nên ăn ít hơn. Ông ta lại nheo mắt nhìn Guryun dâm tà nói dáng người vừa vặn như Guryun mới tốt. Lúc này Jun Gong không nhịn được nhét thức ăn vào miệng ông ta. Đồng nghiệp nhìn Sintena nói gần đây cô bị gầy đi nên ăn nhiều hơn nữa. Sau khi nghe thấy những lời này, cô xuất hiện ảo giác. Cảm thấy đồng nghiệp đang cười nhạo mình, cô chạy ra khỏi nhà hàng. Mấy người Guryun đuổi theo sau, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Sintena đâu. Lúc này hệ thống mạng của Jun Adeung khôi phục bình thường, mà Sintena đã sắp bước đến bờ vực tự tử. Cô chạy về nhà mở khóa gara. Rốt cuộc cô đã suy sụp đến mức tự kết liễu bản thân. Lúc đó Jun Gong cũng đã đuổi tới nhà của Sintena. Mở cửa phòng nhanh chóng đóng van lại ôm Sintena bị ngất dưới đất đến bệnh viện. Guryun cảm thấy nên để cho Jun Gong có một cơ hội để thể hiện, cứu người theo cách của riêng anh. Jun Gong hỏi Sintena ở trên giường bệnh, tại sao lại muốn kết liễu chính mình? Nhưng Sintena cũng không biết tại sao lại muốn tự tử. Jun Gong không hiểu tại sao cô chỉ muốn gầy đi đến mức phải móc họng. Sintena nổi với Jun Gong bí mật cất sâu trong lòng mình. Lúc trước cô vô cùng mập, bạn học cười nhạo cô, gọi cô là đồ con lợn béo. Cô trở thành đối tượng cười nhạo của bạn bè. Dù lúc nào những lời nói nhục mã vẫn luôn vang ở bên tai cô. Những lời nói khó nghe thời đi học sẽ ảnh hưởng đến cả đời người. Dần dần cô trở nên suy sụp nhưng vì quá béo. Việc tự sát cũng là một chuyện không dễ dàng. Bắt đầu từ lúc đó cô quyết tâm phải ói thức ăn ra để mình gầy hơn. Nhưng hiện giờ đã trở nên gầy hơn. Cô vẫn không thoát khỏi sự bàn tán của người khác. Phụ nữ ngưỡng mộ cơ thể mảnh mai của cô. Đàn ông chê cô cả người toàn là xương. Cô muốn tăng thêm cân nặng nhưng cứ nghĩ đến bản thân trong quá khứ. Cô lại không kìm được nôn ói ra ngoài. Những chuyện này làm cô không biết nên đối mặt với cuộc sống thế nào. Jun Gong nói với Sintena, em gái anh cũng từng phải đối mặt với chuyện như cô. Bởi sau khi chia tay, bạn trai không kiểm soát được cân nặng. Ban đầu con bé không để bụng nhưng dần dần không chịu được ánh mắt của người khác. Bắt đầu trở nên nhạy cảm, tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Em gái của Jun Gong rất giống với Sintena. Nhưng khác là Sintena từ nhỏ đã phải chịu những chỉ trỏ của người khác. Dần dần cô như bị nhốt lại, xung quanh là ngục tù của những người xa lạ, không thể chạy thoát. Dù Jun Gong chưa từng trải nghiệm điều này, nhưng anh hỏi Sintena đã từng nghĩ là do chính cô tự xây ngục tù cho mình chưa. Anh khuyên nhủ Sintena đừng nên giảm cân quá đà, bởi cơ thể là của chính mình, mạnh khỏe mới là điều quan trọng nhất. Lời này đã thức tỉnh Sintena. Những người xa lạ đang giơ tay chỉ trỏ dần biến mất, nhưng Sintena lại không biết phải mở cửa nhà ngục này thế nào. Lúc này bản thân cô ở một bên chỉ vào tay của mình. Hóa ra là chìa khóa mở ra sự tự do vẫn luôn nằm trong tay cô. Lúc này chỉ số tiêu cực của Sintena đã giảm về mức bình thường. Guryun xoay người rời đi. Tổ trưởng thích hẹn gặp ngoài ban công để làm chuyện mờ ám. Guryun không nhịn được người đàn ông phè phỡn này nữa đã bước lên ban công. Cô muốn trả lại những phẫn nộ trong thời gian này cho ông ta. Ra tay tẩn mông ngực ông ta một trận lên bờ xuống ruộng. Sau khi dạy dỗ tổ trưởng một trận, Guryun đặt ra một quy tắc với ông ta. Nếu ông còn cười nhạo người khác nữa, ông sẽ bị Tào Tháo giật đấy. Nói xong cô xoay người rời đi. Tổ trưởng không chịu tin đuổi theo Guryun định ba mặt một lời. Kết quả không nói cũng biết thứ gì đó đột nhiên trào ra làm ông ta quỳ ở dưới đất. Sintena sau khi hồi phục đã hỏi Hoa Seong, người khác bàn tán về cơ thể em sẽ lập tức khôi phục nụ cười như thế nào? Hoa Seong chân thành đáp, thực ra nghe thấy những lời này em không vui cho lắm. Nhưng em thực sự rất hài lòng về cơ thể mình cho nên lấy lại sự lạc quan rất nhanh. Thực ra ngày còn nhỏ cô gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Bệnh nặng một trận hồi phục mới nghĩ thông suốt. Bởi lẽ mình chỉ sống một lần ở trên đời nên mặc kệ những người khác nói gì. Bản thân thích ăn gì thì ăn, chỉ cần khỏe mạnh sống tốt là được. Còn chuyện tiêu chuẩn về vóc dáng em không quan tâm lắm. Hoa Seong tặng Sintena một bộ dụng cụ dùng bữa. Sintena đã khắc phục được ám ảnh trong lòng nên nhận lấy. Cô thử ăn một miếng bánh kem, khẽ mỉm cười nói hương vị rất ngon. Jun Gong nhìn giấy chứng nhận là sử giả địa ngục của mình, hỏi Guryun tại sao lần này lại để anh tự mình giải quyết. Guryun đáp chỉ thấy anh rất phù hợp. Lần đầu tiên trong đời Jun Gong cứu mạng người, cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Anh vui vẻ cầm thẻ nhân viên đi điểm danh. Nhưng ở một bên khác, hội trưởng công ty Jun Adeung vẫn chưa biết hệ thống đã phục hồi nên tự tay ký công văn. Hội trưởng ghét bỏ đám hacker ác ý. Lúc này Jong Jiu lại mang đến một ít giấy tờ cần ký.
Bạn biết không, sứ giả âm gian cũng biết tạo ra ác mộng. Thần chết Park Jong-jil bị ác mộng quấy nhiễu. Anh ta mơ thấy cánh tay trúng đao máu chảy đầy người, khuôn mặt cũng dính máu. Anh ta lững thững bước đi trên phố đột nhiên bị người khác cản lại. Park Jong-jil bừng tỉnh khỏi ác mộng tinh thần không yên, xoay người tìm Ngọc Hoàng Đại Đế giải mộng. Anh ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại làm anh ta đau khổ như vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế đáp ta cũng không biết, bởi trên đường đời chỉ có mình anh là tỉnh táo nhất. Park Jong-jil muốn làm rõ rốt cuộc đời trước đã xảy ra chuyện gì. Anh ta bước vào phòng đựng hồ sơ tìm tên của mình. Nhưng dù nhân viên đã nói đời trước của anh ta đã bị khóa lại, chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế mới có quyền mở ra. Park Jong-jil tò mò hỏi trừ tôi ra còn người nào bị khóa đời trước nữa không? Dù nhân viên nói với anh ta vẫn còn một người bị khóa khác. Park Jong-jil nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc đời trước anh ta có quan hệ gì với Guryun. Tại sao cô lại xuất hiện trong ác mộng của anh ta? Lúc này một người dẫn độ mới đến ra mắt anh ta. Cô tên là Kim Hye-won, là một cô gái có tính cách phóng khoáng. Nhưng đời trước của cô lại vô cùng bi thảm. Người đầu tiên mà cô dẫn độ cũng từng phải trải qua như vậy. Là chị em Jong-mu mà cô từng dìu dắt lẫn nhau. Ở một bên khác, hội trưởng giới thiệu với Guryun một người dẫn độ mới gia nhập là Kim Hye-won. Bảo Kim Hye-won và tổ chức nguy hiểm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ giải cứu người. Và nhiệm vụ dẫn độ đặc biệt lần này, Guryun dẫn Kim Hye-won vào trong phòng làm việc. Jun Gong nhìn thấy người mới đến báo cáo lập tức thấy hưng phấn. Nhưng chuyện này làm đồng sự nhìn Jun Gong ngượng ngùng nói. Có bạn mới là quên người cũ rồi. Jun Gong cười không nói gì. Người mà tổ chức nguy hiểm cần cứu vớt lần này là Yu Bok Hee. Người mà Kim Hye-won cần dẫn độ là Jong-mu. Trước khi Jun Yi qua đời muốn được gặp Yu Bok Hee một lần. Hai người có quan hệ thế nào? Yu Bok Hee vốn có một cuộc đời viên mãn. Dù bà sinh ra trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật nhưng vẫn sống vô cùng bình an. Lúc Guryun nhìn thấy bà lão, bà đang lau chùi một bức tượng nữ thanh niên ở trên đường. Bà giải thích với Guryun, rất lâu về trước, bà luôn tìm kiếm một người bạn đồng hành thời niên thiếu. Đột nhiên có một ngày, nhìn thấy trong tài liệu in ra của cháu có một bức ảnh này. Cô gái trong bức ảnh này chính là người mà bà cực khổ tìm kiếm. Bà không dám tưởng tượng Jin Yi đã chịu đựng những đau khổ nhường nào. Mỗi lần nhìn thấy bức tượng này bà lại tưởng tượng thành Jin Yi. Bà thấy rất có lỗi với Jin Yi. Bà hỏi Guryun người đó vẫn còn sống chứ. Guryun nói với bà Jun Yi sớm đã qua đời. Bà cảm thấy điều cuối cùng là mình có can đảm sống đến bây giờ đã biến mất. Guryun nói với bà đoàn nữ thanh niên năm đó còn có một cô gái tên là Jong-mu. Hiện giờ đã gần đất xa trời, bà ấy rất muốn được gặp bà. Yu Bok Hee cảm thấy năm đó là do mình đẩy Jun Yi vào tay đám súc sinh. Bà không có mặt mũi nào để gặp lại người cùng cảnh ngộ với Jun Yi nữa. Guryun nói với bà Jong-mu không còn nhiều thời gian. Bởi vì bà muốn gặp Yu Bok Hee mà Jin Yi thường nhắc đến. Nhờ vậy mà dựa vào ý thức mạnh mẽ mới sống đến bây giờ. Yu Bok Hee bước đến trước giường bệnh của Jong-mu. Khi nhìn thấy ký hiệu trên cánh tay của Jong-mu, bà cảm thấy cực kỳ đau lòng. Bà hổ thẹn nói với Jong-mu, năm đó bà đã đẩy Jun Yi vào quân doanh bạc bẽo vô nhân đạo kia. Bà vô cùng ân hận đã phạm phải tội lỗi không thể nào tha thứ. Yu Bok Hee thời niên thiếu và Jun Yi thân thiết như chị em ruột. Họ cùng nhau lớn lên. Đột nhiên có một ngày ba của Jun Yi mắc bệnh nặng. Nhà cô nghèo không có tiền chữa chạy. Biến cố bất ngờ xảy ra này làm gia đình vốn đã không giàu có lại càng thêm eo hẹp. Yu Bok Hee tình cờ đọc được trên báo. Công xưởng của Hồng Quân đang tuyển mộ công nhân. Nghe thầy giáo nói hoàn cảnh ở nơi này tốt lắm. Mặc dù phải làm việc vài năm nhưng sẽ có được một khoản tiền dày cộp. Điều này đã làm Jun Yi quyết định đến công xưởng làm công. Trước lúc rời đi, Yu Bok Hee tặng cô một chiếc khăn cổ. Nói cô phải hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Bọn họ vẫn chưa biết lần từ biệt này là lần từ biệt cuối cùng của hai người. Jun Yi thời niên thiếu đã phải trải qua địa ngục trần gian nhục nhã thảm khốc. Cuộc chiến tranh Triều Tiên vào khoảng thời gian giải cứu cuối cùng. Nhận được chỉ thị của quốc dân, Jun Yi hy sinh bản thân để các chị em chạy thoát. Nhưng khi Jong-mu trốn thoát quay trở về quê nhà, phát hiện ngôi nhà mà bà luôn vương vấn đã không còn nữa. Cha mẹ vì chuyện bà bỏ đi mà mắc bệnh qua đời. Thêm vào đó người dân trong thôn còn đối xử hắt hủi với bà. Ngược lại còn ném đến những ánh mắt khinh thường. Những lời nhục mạ như ngàn vạn lưỡi dao găm thẳng vào tim bà. Thậm chí còn đau đớn hơn khi bị hành hạ trong quân đội. Cuối cùng bà rời bỏ quê hương, quyết định sống cô độc một mình. Cho tới một ngày bà nhìn thấy có một người phụ nữ lên TV tố giác tội ác của bọn lính Nhật. Và mọi người cũng đã hiểu họ hơn, có nhiều người lên tiếng vì họ hơn. Bà quyết định đứng ra vì họ là người bị hại. Yêu cầu của họ rất đơn giản, chỉ cần Nhật Bản xin lỗi công khai, thừa nhận sai lầm trong quá khứ. Để người đã mất yên nghỉ, người còn sống cũng nhẹ lòng. Vậy nhưng đất nước đáng ghét đó tới cả yêu cầu nhỏ nhoi ấy cũng chẳng thèm đả động tới. Nếu cứ thế mà chết đi, bà cảm thấy rất có lỗi với Jun Yi. Lúc này Jun Gong và Jun Yi đang đứng bên ngoài phòng bệnh. Guryun quyết định để Jun Yi và bà Jong-mu thẳng thắn gặp nhau, để bà không còn áy náy nữa và sống tiếp thật tốt. Khi bà Yu Bok Hee nhìn thấy Jin Yi, bà thật sự không dám tin mình còn có thể nhìn thấy Jin Yi vốn đã chết. Cô nói, vì năm đó nhìn thấy Jong-jil cứu họ từ tay sứ giả địa ngục của Nhật và đưa họ về Triều Tiên, nên cô cũng muốn làm sứ giả địa ngục. Đã không thể sống cạnh các chị em,
Vậy cô muốn tiễn họ đoạn đường cuối cùng sau khi chết. Yu Bok khi khóc nấc ôm chầm lấy Jin Yi, nỗi nhớ và sự áy náy nhiều năm khiến bà liên tục nói xin lỗi. Nhưng Jin Yi không trách bà không làm sai gì cả. Thấy Yu Bok khi sống vui vẻ, cô cũng vui thay cho bà. Gu Ryun bảo mọi người cùng đi tới trước phòng bệnh. Bà Jong Mu nhìn thấy Jun Gong thì nhớ tới người đã cứu họ ở trong rừng. Jun Gong ở kiếp trước rất biết ơn họ, nhờ có những người như họ vẫn đang kiên cường, mới khiến họ không mất đi động lực và hy vọng. Jun Gong cũng lần đầu tiên không khuyên người khác cố gắng sống tiếp, mà khuyên bà buông bỏ quá khứ. Những hậu nhân sẽ mãi nhớ giai đoạn tội ác ấy, sẽ gánh vác sứ mệnh chưa hoàn thành để bà được yên nghỉ. Đến khi đã gặp được người mà bà vẫn luôn canh cánh trong lòng, những vết sẹo trên người Jin Yi vẫn khiến bà cảm thấy vô cùng đau đớn. Bà biết ơn những gì Jin Yi đã làm cho mình, nhưng lại hận bản thân không làm được gì, chỉ có thể nhìn cô bị giết. Jin Yi khuyên bà hãy buông bỏ quá khứ nặng nề đó đi. Cô sẽ đưa bà tới một nơi quanh năm là mùa xuân ấm áp. Lee Jong Mu đã sống chui lủi cô độc cả quãng đời. Cuối cùng tới lúc Lâm Trung cũng nở nụ cười, đi tới nơi đầy áp nắng xuân ấm áp. Họ trở về quê hương, chơi những trò chơi hồi trẻ. Ai nấy cũng mang nụ cười rạng rỡ trên môi. Sứ giả địa ngục cả năm chỉ có một ngày nghỉ, đó chính là ngày giỗ của mình. Gu Ryun tan làm thì một mình uống rượu ở quán vỉa hè, vì ngày mai là ngày nghỉ phép của cô. Jun Gong lo lắng nên âm thầm bảo vệ cô. Nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay cô, Jun Gong tò mò lý do cô lại muốn cắt dây nhân duyên. Anh kiểm tra chỉ số trầm cảm của cô, kết quả lại là 100%. Jun Gong rất lo lắng cho Gu Ryun. Ryung Gu nói mỗi năm sứ giả địa ngục chỉ có một ngày nghỉ, chính là ngày giỗ của mình. Đương nhiên tâm trạng của tổ trưởng rất tệ rồi, dù sao thì cũng chẳng có ai mà vui nổi. Jun Gong tới tìm Ngọc Hoàng Đại Đế để hỏi liệu việc Gu Ryun tự sát có liên quan với Jong Ju không? Sao cô lại có mặt ở đó? À không, sao tôi lại có mặt ở đó? Ý anh là ở đâu cơ? Giám đốc hỏi anh rằng Gu Ryun là gì với anh? Jun Gong trả lời lúc đầu thì thấy cô rất khó tính, rất khó tiếp cận. Giờ lại thấy cô rất ngầu, thỉnh thoảng cũng muốn giống cô, muốn dùng hết sức mình để giúp đỡ cô. Giám đốc thấy anh rất muốn hiểu về vết thương lòng của Gu Ryun, nên quyết định đưa anh đi xem kiếp trước của cô vào 400 năm trước. Kiếp trước Gu Ryun là tiểu thư nhà giàu, nhưng lại không thích ở nhà mà thích vào rừng săn bắn như Nam Nhi. Cánh rừng ấy còn có một chàng trai nữa cũng đi săn. Có lẽ mọi duyên phận đều bắt đầu bởi một hiểu lầm. Một hôm chàng trai đi săn bị rắn cắn, được Gu Ryun và người dân cứu. Anh đã săn rất nhiều con mồi tặng cho họ để báo đáp. Sau thời gian tiếp xúc, hai người dần phải lòng nhau. Khi Gu Ryun tới tuổi cập kê, cha cô lại nói rằng cô đã được đính hôn từ khi chưa ra đời. Sau khi biết mình sẽ phải thành hôn với một người lạ mặt, Gu Ryun vốn ương ngạnh đã cự tuyệt phụ thân. Vì đã có người trong lòng, nên cô quyết định tự đi từ hôn. Khoảnh khắc cảnh cửa mở ra, cô bất ngờ phát hiện người mình sắp thành thân lại đúng là người mình thích. Chàng trai chính là Jong Ju. Hai người đều thương mến nhau, rất tâm đầu ý hợp. Gu Ryun thích trang sức, trong lúc cô chọn thì Jong Ju thoa ít phấn mắt màu đỏ lên mắt cô, nói cô hợp màu đỏ. Hóa ra hơn 400 năm qua, cô vẫn luôn đánh màu mắt mà anh thích, đẹp lắm. Sau khi Jong Ju thi đậu ngũ quan thì hai người thành hôn. Gu Ryun ngập tràn hạnh phúc nhìn anh. Hai người hạnh phúc đi dạo phố. Gu Ryun vẫn rất thích trang sức. Jong Ju chiều vợ tự tay chọn cho cô một chiếc. Lúc này biên cương báo tin quân địch tấn công bờ cõi. Jong Ju vội vã lao ra tiền tuyến. Sau khi anh đi, kẻ địch đã đánh lén thôn trang. Gu Ryun nỗ lực phản kháng, nhưng chỉ có một mình nên bị kẻ địch bắt đi. Sau khi trở về, Jong Ju biết vợ mình bị bắt đi thì lập tức đuổi theo. Vợ mình bị bắt đi thì bạn sẽ làm gì? Khi Jong Ju vội vã từ chiến trường trở về, lại được mẹ báo tin Gu Ryun đã bị kẻ địch bắt đi. Anh lập tức đi cứu vợ, nhưng lúc này Gu Ryun đã bị áp giải tới vùng Manji xa xôi. Cô nói với Góp Gian đang khóc lóc đằng trước rằng họ nhất định có thể trở về. Tới tối, khi nhìn thấy cỏ độc ven đường, cô nói nhỏ rằng họ sắp được về nhà rồi. Jong Ju đuổi theo suốt đêm, dọc đường còn giết vài tên Manji. Người được anh cứu nói có cả nghìn người phụ nữ bị bọn Manji bắt đi. Gu Ryun cẩn thận bỏ cỏ độc vào trong đồ ăn. Không lâu sau, cả đám lính đều hộc máu lăn ra chết. Sau khi chúng ngã xuống, cô lập tức dẫn theo mọi người bỏ chạy. Jong Ju đuổi tới nơi, thấy mặt đất là thi thể đám lính và dây thừng rải rác, anh biết mọi người hẳn đã chạy thoát. Gu Ryun dẫn theo mọi người chạy trốn mãi không dám ngừng. Sau vài ngày trèo đèo lội suối, cuối cùng họ cũng về tới đất nước mình. Họ mừng rỡ, nghĩ rằng mình đã được cứu. Nhưng khi đi tới trước cổng thành họ lại bị binh lính chặn lại. Vì họ bị người Manji bắt đi, bị coi là người dơ bẩn nên bị cấm đặt chân về đất nước. Gu Ryun cùng mọi người vượt qua bao gian nan, vất vả mới về được thì lại bị đất nước chối bỏ. Cô không sợ chết vẫn tiếp tục tiến lên. Ngay khi binh sĩ chém về phía cô, Jong Ju đã kịp thời đuổi tới. Đây là người phụ nữ của ta, không ai được động vào nàng, ta sẽ bảo vệ nàng. Cuối cùng cũng được gặp chàng. Cuối cùng Jong Ju cũng tìm thấy Gu Ryun, nhưng họ lại không thể quay về cuộc sống như trước. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt dè bỉu, nói cô không biết liêm sỉ. Ban đầu Gu Ryun vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng mẹ của Jong Ju lại tin lời đồn đại, cho rằng cô đã bị làm nhục,
ảnh hưởng tới danh dự gia tộc, nên muốn tìm cho anh một người vợ khác để sinh con nối dõi. Và đương nhiên bị Jong Ji kiên quyết từ chối. Một hôm anh nghe được có người đặt điều nói Woo Ryun mang thai con của bọn Manji. Anh lập tức rút kiếm ra khiến hắn ta sợ quỳ rạp xuống xin tha. Mẹ anh đã xuất hiện ngăn lại. Nhưng khi bọn họ rời đi, vẫn còn tỏ thái độ khinh khỉnh. Ôi, chàng định làm gì vậy? Ta sẽ cho hai tên khốn đó biết mặt. Chàng không được đi. Bị mọi người chỉ trỏ bàn tán đã khiến họ cảm thấy rất nặng nề. Nhưng điều khiến cô không ngờ là người mẹ tôn kính lại đưa cho cô một con dao. Nói cô hãy lấy cái chết để giữ gìn danh tiếng gia tộc và tiền đồ của Jong Ji. Nếu người bạn yêu bị kẻ khác vu oan, bạn sẽ làm thế nào? Một hôm, Woo Ryun đang đi trên phố thì bị người dân mắng mỏ, khiến cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô chỉ trích những tên đàn ông không đi giết địch, lại nấp ở nhà chỉ trích một người phụ nữ. Câu nói này khiến bọn họ nổi điên lên, lấy đá ném về phía cô để xả giận. Để bảo vệ cô, Góp Gian đã che chắn cho cô. Tới khi cô bị ném chết thì đám người kia mới sợ hãi rời đi. Woo Ryun gánh chịu quá nhiều áp lực đã không chịu nổi nữa. Cô muốn tự sát để không còn bị dày vò. Hức, xin nàng đấy. Hãy để cho thiếp chết đi. Hãy cứ để cho ta được chết đi. Đừng ngăn cản ta. Chàng hãy cưới một người phụ nữ khác. Sinh con, dưỡng cái và sống hạnh phúc với họ đi. Nhìn người vợ một lòng muốn chết của mình, Jong Jiu nói lời đồn sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi. Sau đó anh đã ra tay với những người mình đã từng liều mạng bảo vệ. Chỉ cần có người dám nói xấu Woo Ryun thì anh sẽ giết kẻ đó. Sao nàng lại ở đây? Mẹ bảo ta đi tìm chàng. Thôi ta không muốn nghe nữa. Chàng nghe ta nói hết đã. Ta đã nói là không muốn nghe mà. Tốt lắm, thì ra chàng cũng biết là ta muốn nói gì. Đừng nói nữa. Jong Jiu à, ta thật sự muốn phát điên lên rồi. Chúng ta hãy kết thúc đi. Lần này hãy kết thúc tất cả đi. Woo Ryun thấy Jong Jiu vì mình mà đánh mất bản thân lại càng cảm thấy mình là vận rủi. Nên cô lựa chọn tự sát để bảo vệ tiền đồ cho chồng và danh dự gia tộc. Khi Jong Jiu thất thểu đi về nhà, biết tin vợ tự vẫn thì anh đau đớn không thôi. Ryun à, ta sai rồi. Woo Ryun, Woo Ryun. Những giọt nước mắt đau khổ cũng không thể cứu được người đã mất. Cuối cùng Jun Gong cũng hiểu lý do Woo Ryun không chuyển thế mà ở lại làm sứ giả địa ngục. Cô liên tục giúp những người muốn tự sát đó là vì cô hiểu cảm giác bất lực ấy. Cô không muốn có người vì tự sát mà bị cắt đứt sợi dây nhân duyên với người yêu, vĩnh viễn không được yêu lại như mình. Anh lại hỏi giám đốc rằng Jong Jiu có biết những chuyện này không. Bà nói Jong Jiu đã từng phong ấn ký ức về Woo Ryun rồi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng có lẽ việc Woo Ryun tự sát đã trở thành vết thương vĩnh viễn không thể lành trong tim anh. Sau lần đó, anh mang theo vết thương lòng ấy tới làm việc ở Zoom Adeung suốt mấy trăm năm. Bên này, điện thoại của Woo Ryun lại xuất hiện tên của người mà cô không muốn thấy nhất. Chính là Góp Gian sau khi chuyển kiếp. Kiếp này, đã có ai vì bạn mà liều mạng chưa? Người kiếp trước vì bảo vệ bạn mà chết, kiếp này bạn sẽ đối xử với họ thế nào? Kiếp trước, vì bảo vệ Woo Ryun mà Góp Gian bị ném đá đến chết. Kiếp này cô là ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc, Hui Cho Ryu. Vì nói chuyện thẳng thắn nên đắc tội không ít người, cũng có nhiều anti-fan. Nhưng có một vài anti-fan có vẻ là cố tình nhằm vào cô. Woo Ryun hoài nghi có người cố tình làm vậy. Họ tới công ty của Cho Ryu, tiếp vận cô với thân phận vệ sĩ. Công ty của cô nhận được thư nặc danh gửi hình chụp cô và sếp lớn gặp nhau ở khách sạn, khiến công ty rất đau đầu. Hôm đó cô chỉ là đi gặp bạn, vô tình gặp ông sếp này mà thôi. Kết quả lại bị paparazzi chụp ảnh rồi lên bài bôi đen. Thật ra mọi chuyện đều do có người lên âm mưu hãm hại. Ơi, tớ sắp tới rồi nè. Nè Ryu, cái cô này trông hệt cậu luôn. Anh cũng thấy giống đúng không? Đến bạn thân cũng bán đứng cô. Dù nói cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nếu có người cố ý bôi đen thì công chúng sẽ không tin cô. Cho Ryu tức giận rời khỏi công ty. Lúc này có một nghệ sĩ nam muốn dùng quy tắc ngầm với cô. Trước giờ cô chưa từng cúi đầu trước bất kỳ quy tắc ngầm nào. Cũng vì vậy mà đắc tội không ít người. Trong lúc chờ tập duyệt, cô gặp một nhóm nhạc nữ trong phòng nghỉ. Cô phát hiện Park Song Y cố tình làm lơ thành viên, nên khuyên cô ta nên chăm sóc cho thành viên nhóm mình nhiều hơn. Nhưng cô ta lại cảnh cáo cho Ryu đừng chõ mũi vào chuyện của người khác. Lúc ở hậu trường, cô lại nhận được điện thoại của cha mình. Dọa rằng nếu cô không đưa tiền sẽ tố cáo cô bất hiếu. Cho Ryu kịch quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, lúc tập duyệt thì ngất trên sân khấu. Lúc này Jun Gong lao lên sân khấu, bế cho Ryu lên lập tức rời đi. Vì là người nổi tiếng, dạo gần đây lại có tin đồn xấu nên cô không dám tới bệnh viện. Đối diện với lời ra tiếng vào, nhưng lại chẳng có ai để tâm sự. Woo Ryun nói với cô rằng mình sẽ luôn ở bên cô, đòi lại sự trong sạch cho cô, dặn cô phải kiên cường lên. Lúc này có hai đội trưởng đang ngồi nói chuyện trong phòng làm việc của Jong Jiu. Lần này họ đến địa ngục công tác, nghe được báo cáo rằng tổ trưởng Woo Ryun là người tự sát. Không hiểu vì sao giám đốc lại để người từng tự sát đi cứu người muốn tự sát. Jong Jiu nghe xong rất tức giận, đi tìm giám đốc hỏi xem rốt cuộc kiếp trước mình và Woo Ryun là gì của nhau. Giám đốc từ chối cho anh xem ký ức kiếp trước. Nhưng Jong Jiu không cam lòng, nói với giám đốc mình sẽ tự đi tìm đáp án. Vệ sĩ ở cổng nghe theo lệnh của giám đốc ngăn Jong Jiu lại. Nhưng cả Zoom Adeung không có ai ngăn được anh lại. Anh sẽ dùng cách gì để tìm ra lời giải đáp về bí mật kiếp trước của mình đây? Ăn không được thì đạp đổ,
bạn có làm như vậy không? Sau khi nghệ sĩ nam này muốn dùng quy tắc ngầm với Cho Ryu nhưng bị cô từ chối, nên gã đã nghĩ mọi cách để hủy hoại cô, khiến cô mất tất cả. Park Song-i đang cặp với gã nên bảo gã hãy khiến Cho Ryu biến mất khỏi giới giải trí. Gã nói mình đã mua chuộc một phóng viên, nhanh thôi sẽ có bài bóc phốt. Gã còn bảo Park Song-i bịa chuyện rằng Cho Ryu bắt nạt thành viên nhóm. Nhóm của Gu Ryun tới khách sạn, lấy được đoạn CCTV ghi lại cảnh cô và vị sếp kia tình cờ gặp nhau, muốn trả lại danh dự cho cô. Nhưng lúc này lại có bài tố cô là tiểu tam, là người bắt nạt. Điện thoại hiển thị cảm xúc tiêu cực của Cho Ryu đã đạt tới mức nguy hiểm. Cho Ryu muốn tới công ty hỏi rõ ngọn ngành, nhưng vừa ra ngoài cô đã bị phóng viên bao vây. Jun Gong thấy cô bị bao vây thì lập tức đưa cô rời đi. Giờ đây trong đầu cô toàn là những lời đồn thất thiệt và những lời mắng nhiếc của anti-fan. Nó như giọt nước tràn ly, ép cô tới đường cùng. Cô mở cửa xe chạy vọt ra, mấy người Gu Ryun chia nhau chạy đi tìm cô. Tại một ngã tư, Gu Ryun nhìn thấy cô đang lao ra giữa đường. Cô búng tay một cái làm mọi thứ dừng lại. Khi cô đang định đi tới cứu Cho Ryu thì Jong Jiu lại đột nhiên xuất hiện. Anh dùng bản hợp đồng cô đã ký khi đồng ý làm sứ giả và nói cô sau này không được can dự vào lựa chọn của Cho Ryu, chỉ có thể hỗ trợ bên cạnh thôi. Nói xong anh búng tay một cái làm thời gian lại trôi tiếp. Chiếc xe đụng trúng Cho Ryu, cô lại ngã xuống ngay trước mặt Gu Ryun giống hệt mấy trăm năm trước. Mà Gu Ryun lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm được gì. Gu Ryun đau thương tột cùng, cô muốn dùng cách của mình để trừng phạt những kẻ đã làm tổn thương Cho Ryu. Cô tìm tới Park Song-i, đánh cô ta một trận. Park Song-i quỳ xuống xin tha, nói mình chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Mà lúc này, gã chủ mưu đang cùng tay phóng viên uống rượu chúc mừng. Gu Ryun đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, đánh cả hai một trận tay tua, chết ngất luôn. Cô phải cho bọn họ biết cái giá phải trả khi làm Cho Ryu tổn thương. Cô lại tới nhà gã anti-fan, khiến những lời mắng của gã đều bị in hết lên trên người gã. Gu Ryun đã hoàn toàn mất khống chế. Chỉ cần là người từng lại hạn Cho Ryu thì đều bị đánh, bị hành hạ. Đến người đang livestream cô cũng không tha, đột nhiên xuất hiện đánh một trận rồi biến mất. Hành động của cô đã làm trái quy định của Jung Adeung. Tin tức có sứ giả đại náo nhân gian cũng truyền tới địa ngục. Đại diện cho địa ngục, Hadea Esu, cũng xuất hiện ngầu lòi. Giám đốc hỏi anh ta sao không nói gì mà đã chạy lên đây rồi. Bạn có thích kiểu hô hấp thế này không? Gu Ryun vì chút giận cho Cho Ryu mà đại náo nhân gian. Cô can dự nghiêm trọng vào nhân gian nên bị đại diện địa ngục Hadea Esu tới bắt. Jun Gong lo lắng cho cô, lại đột nhiên nhớ tới đoạn nói chuyện giữa cô và Jong Jiu. Sao cô lại ở đó? À không, sao tôi lại ở đó? Ở đâu cơ? Ác mộng. Jun Gong nhớ Ryung Gu từng nói, nếu đi vào ác mộng của ai đó, có thể sẽ nhìn thấy ký ức mà họ đã lãng quên. Jun Gong tới tìm Jong Jiu, nhờ anh giúp đỡ Gu Ryun. Nghe Jun Gong nói vậy, đáp án mà anh muốn biết có lẽ nằm trong ác mộng của chính anh. Jong Jiu nôn nóng đi vào ác mộng của mình. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy mình và Gu Ryun từ lúc quen nhau tới lúc yêu. Từ khi yêu tới khi thành hôn, nhìn thấy những gì Gu Ryun đã trải qua khiến anh vô cùng đau đớn. Cuộc hôn nhân chớp mắt qua đi, những vết thương không thể xóa nhòa trong giấc mơ đã kéo anh về mấy trăm năm trước. Sau khi hồi phục ký ức, biết được Gu Ryun tự vẫn là do mình, anh hối hận rơi nước mắt. Hóa ra anh vẫn luôn làm người mình từng yêu nhất tổn thương. Bên này Jun Gong khuyên can Gu Ryun dừng tay lại nhưng cô đã chẳng còn gì để mất. Dù có bị ném vào chảo dầu, cô cũng phải báo thù cho Cho Ryu. Jun Gong dùng lời cô từng nói với mình để khuyên cô. Trách nhiệm của tổ nguy cơ là cứu người. Nếu đến bản thân còn không ổn thì làm sao mà cứu người. Dường như lời của anh đã làm cho cô bình tĩnh lại. Ryung Gu nói rằng Cho Ryu đang dần hồi phục, cô ấy vẫn còn cơ hội sống sót. Lúc này Hadea Esu đột nhiên xuất hiện. Anh ta muốn bắt Gu Ryun về nơi cô nên thuộc về, để cô chịu trừng phạt của lửa địa ngục và không được quay lại nhân gian nữa. Lúc này Jong Jiu đã khôi phục ký ức xuất hiện trước mặt cô. Anh tuyệt đối sẽ không để người khác làm Gu Ryun tổn thương. Jong Jiu một mình giữ chân Hadea Esu và tay chân của gã. Nhưng địch nhiều ta ít, Jong Jiu không đánh lại nhiều người như vậy. Nhưng Hadea Esu cũng không phải hạng soàng. Cảnh cáo anh đừng có ngăn cản mình đi bắt Gu Ryun. Jong Jiu bị đánh bầm dập vẫn đứng trước mặt gã. Dù bị đánh tới mức không đứng dậy nổi, nhưng anh vẫn giữ chặt chân không cho gã đi. Cho Ryu tỉnh dậy trong bệnh viện vẫn muốn quyên sinh. Gu Ryun xuất hiện trước mặt cô, nói mình là sứ giả địa ngục. Cho Ryu cầu xin cô hãy đưa mình rời khỏi nhân gian. Thấy cô đau khổ như vậy, Gu Ryun nói kiếp này cô sẽ không để ai ném đá vào người Cho Ryu nữa. Cô sẽ dọn sạch mọi chướng ngại, trả lại trong sạch cho cô ấy. Gu Ryun dặn Jun Gong chăm sóc tốt cho Cho Ryu, vì kiếp này Cho Ryu sẽ là vợ của anh. Cô bảo Ryung Gu đưa những người cố tình tạo tin đồn thất thiệt tới Jung Adeung. Dưới địa ngục, Hadea Esu đang tra khảo Jong Jiu vì sao lại muốn để Gu Ryun đi. Anh nói, chẳng có lý do gì cả. Lúc này, giám đốc đưa các tổ trưởng khác tới gặp Hadea Esu. Các tổ trưởng đều nói Jong Jiu rất ghét tổ nguy cơ, họ không tin anh sẽ cứu Gu Ryun. Giám đốc nói với anh, vì kiếp trước tự vẫn nên bị cắt dây nhân duyên. Dù có chuyển kiếp cũng không thể nối lại tiền duyên.
Cái chết của Guryun khiến Jong Jil đau đớn không thiết sống, nỗi đau ấy khắc sâu vào linh hồn anh. Dù có chuyển kiếp nhưng vẫn không quên được. Guryun giúp cho Ryu minh oan, để fan của cô đi thu thập tư liệu của gã nghệ sĩ đều già kia. Gã không chỉ bị trừng phạt ở nhân gian, mà sẽ còn bị đày xuống địa ngục. Còn những người cố tình bịa đặt thì bị đánh cho bầm đầu rồi nhốt ở Zoom Adeung. Sau khi xóa hết bài đăng và xin lỗi cho Ryu công khai thì mới được thả. Cho Ryu cũng quay trở về quỹ đạo cuộc sống vốn có. Guryun tới gặp giám đốc nhận lỗi. Cô nhấp nhận mọi hình phạt, thậm chí là quay về địa ngục. Nhưng giám đốc lại nói cô không cần nhận hình phạt gì cả, Jong Jil đã nhận thay cô rồi. Guryun biết tin thì đi xuống địa ngục. Giám đốc định phá lệ để Jun Gong được trở về nhân gian trước. Guryun báo cho Jun Gong biết tin anh có thể trở về đoàn tụ với gia đình sớm. Qua nửa năm làm việc chung, Jun Gong có chút không nỡ xa mọi người. Guryun nói với anh, khoảng thời gian này anh đã vất vả rồi, dứt lời thì cô đưa anh về lại nhân gian. Jun Gong trong bệnh viện dần tỉnh lại, mẹ và em gái thấy anh tỉnh dậy thì mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Jun Gong trở về nhân gian, vì có Jun Adeung hỗ trợ nên mọi việc đều rất thuận lợi. Nhưng dường như anh đã mang thói quen khi còn làm ở tổ nguy cơ về nhân gian. Một hôm sau khi tan làm, anh cảm thấy có một đồng nghiệp tâm trạng bất ổn. Anh quay trở lại công ty, nhìn thấy đồng nghiệp đang định nhảy lầu thì vội lao lên kéo lại. Lúc này hai người Guryun cũng chạy tới, họ đứng bên cạnh xem anh khuyên bảo đồng nghiệp mình. Chỉ vài câu thật lòng ngắn ngủi đã cứu sống được một mạng người. Lúc này Jong Jil cũng xuất hiện, anh nói Jun Gong đã về nhân gian rồi mà vẫn cản trở công việc của tổ dẫn độ. Guryun chỉ im lặng đứng nhìn Jong Jil. Mặc dù hai người đã không thể nối tiền duyên, nhưng được gặp và làm việc cùng nhau có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất rồi. Lúc này Jun Gong quay sang hỏi ba người là ai. Guryun trả lời,